tiền. Hôm nay chị tớ về nhá. Học rồi, với cả em mua hết đồ dùng học tập rồi, nhưng mà không có tiền để nữa. Ông mình đi xem phim đi, đỡ bao cho. Thôi tớ không đi đâu. Vi ơi, cậu sao đây? Vi. Ai đâu? Chẳng là con gì nữa. Mày nhà không có ai đâu. Thôi đi, tớ đã. Số sinh ra nghèo thế nhở? Cái gì cũng hậu đậu.